Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn ở video này. Ở video trước, mình đã nhắc đến cụm từ đó là game Dragon Ball. Thì ở video này, mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn về game Dragon Ball có liên quan mật thiết như thế nào với Agestia. Agestia là nền tảng và hệ sinh thái khối HTML5 đầu tiên trên thế giới. Agestia Lab đã hợp tác với Agest Technology, người đã xây dựng quy trình HTML5 hoàn chỉnh và đầu tiên trên thế giới, trải rộng 14 sản phẩm kỹ thuật, bao gồm cả Dragon Ball. Dragon Ball là công cụ sáng tạo hiệu quả nhất cho hoạt ảnh, là tiêu chuẩn hoạt hình quốc tế HTML5 duy nhất. Dragon Ball hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu hoạt ảnh, cũng như các ngôn ngữ lập trình. Nó còn cho phép các nhà phát triển tạo ra các hoạt ảnh sinh động hơn, với chi phí nghệ thuật thấp hơn. Tích hợp công nghệ blockchain tiên tiến nhất vào luồng công việc HTML5 đã được chứng minh. Agestia có thể cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ phát triển trò chơi blockchain có ngưỡng thấp bằng phương tiện của các công cụ trực quan. Các nhà phát triển sẽ có thể tạo ra các game blockchain HTML5 hiệu quả mà không chú ý đến các công nghệ cơ bản. Agestia thúc đẩy các ứng dụng HTML5 cộng blockchain. Ở phần 1 video, mình đã cùng với các bạn đi tìm hiểu Dragon Ball có quan hệ mật thiết như thế nào với dự án ICO Agestia. Chúng ta có thể kết luận rằng Dragon Ball là con đẻ của dự án ICO Agestia thông qua tìm hiểu. Ngay sau đây, mình sẽ trình bày cho các bạn biết về tiến độ thử nghiệm phiên bản beta của SDK blockchain Agestia đến đâu. Agestia, nền tảng và công cụ HTML5 blockchain đầu tiên trên thế giới, hiện đang mời các nhà phát triển toàn cầu tham gia thử nghiệm beta của SDK blockchain Agestia. Agestia blockchain SDK sẽ cho phép tất cả các trò chơi HTML5 được hỗ trợ bởi công nghệ Agestia và các công cụ để dễ dàng truy cập vào blockchain. Các nhà phát triển có thể nhanh chóng tạo ra các trò chơi và ứng dụng HTML5 cung cấp khả năng blockchain như ví điện tử, hợp đồng thông minh, giao dịch, v.v. Mình cùng với các bạn vừa tìm hiểu xong hai vấn đề, đó là game Dragon Ball có quan hệ mật thiết gì với dự án ICO Agestia và đã kết luận được ra kết quả chính xác, cũng như là chúng ta vừa tìm hiểu về tiến độ thử nghiệm phiên bản beta của SDK blockchain Agestia đến đâu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.